Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, thời tiết toàn Bắc Bộ hứa hẹn sẽ thực sự thuận lợi đối với tất cả các hoạt động dân sinh cũng như giao thông đi lại. Có được điều này là do ở thời điểm hiện tại không có bất kể một hình thế gây mưa nào tác động tới. Ngoài ra thì Bắc Bộ lại nằm ở rìa Tây Bắc của bão số 12, do đó mà trường gió Bắc đến Đông Bắc khô ngày hôm nay sẽ chiếm lĩnh toàn bộ khu vực và đặc biệt là với các tỉnh thành khu vực phía Đông, nhiệt độ trong ngày sẽ phổ biến từ 23 đến 29 độ. Cảm giác xe xe lạnh chỉ còn xuất hiện vào đêm và sáng. Thời tiết khu vực Trung Bộ vẫn là kiểu thời tiết không mưa, ngày nắng. Riêng khúc sáng sớm, trời nhiều mây hơn một chút nhưng cũng chỉ khoảng sau 8 giờ sáng là có nắng trải đều trên toàn bộ khu vực. Tuy nhiên thì bà con cần hết sức lưu ý là mặc dù trong ngày hôm nay và ngày mai thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu gì xấu, nhưng sang những ngày sau đó, nhiều khả năng khu vực sẽ có mưa và mưa to có thể kéo dài thành đợt cả những ngày sau đó. Vì vậy bà con cần có những kế hoạch trước đối phó với đợt mưa sắp tới này. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay cũng như là hai ngày nữa, mưa sẽ có xuống giảm hơn. Và ngày hôm nay thì nắng tiếp tục xuất hiện sớm nên khá là thuận lợi cho công việc hong phơi nông, lâm và hải sản. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo sẽ tăng lên mức từ 29 cho đến 30 độ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay thì tại khu vực thủ đô Hà Nội trời vẫn tiếp tục được bao phủ bởi màn mây mỏng tầng thấp khiến cho nhiệt độ lúc sáng sớm chỉ duy trì ở mức từ 22 đến 24 độ. Tuy nhiên thì màn mây này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ và tạo điều kiện cho những tia nắng chiếu xuống mặt đất. Và đây cũng chính là nguyên nhân làm cho nền nhiệt trong ngày tăng lên. Tới trưa chiều, nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức từ 28 cho đến 29 độ. Thưa quý vị, thời tiết khô giáo cả ngày rất thuận lợi cho các hoạt động thông thương cũng như là vận chuyển hàng hóa ra vào nội thành. Tuy nhiên thì do nhiều tuyến phố trên bàn đang được nâng cấp và sửa chữa, xây mới như các căn hộ nằm sát đường Nguyễn Trãi, đường Phạm Ngọc Thạch và còn rất nhiều các công trình xây dựng khác nên Hà Nội trở nên bị nhiễm bụi nặng. Ngoài ra thì còn chưa kể tới các xe trọng tải chở gạch cát, xi măng, sỏi chạy trên rất nhiều tuyến đường cũng kéo theo một lượng bụi bẩn ô nhiễm lớn. Do vậy mà khi lưu thông trên đường quý vị và các bạn nên thường xuyên mang theo khẩu trang. Cũng giống như Hà Nội, thời tiết của thành phố cảng miền Hải Phòng trong ngày hôm nay cũng hứa hẹn sẽ tương đối tốt với mức nhiệt trong ngày phổ biến từ 21 cho đến 28 độ, độ trung bình từ 80 đến 86%. Tuy nhiên thì vào sáng sớm Hải Phòng không có mây nhiều như Hà Nội nên tầm nhìn xa ở vùng ven vịnh Bắc Bộ cũng rất thoáng trên 10 km. Do vậy mà mọi hoạt động đánh bắt trên vùng vịnh của bà con ngư dân đều có thể diễn ra bình thường. Tuy nhiên thì nhiều khả năng tới ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 11, gió đông bắc sẽ mạnh dần lên, gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Chính vì vậy, người dân cần có kế hoạch quay trở lại vào bờ sáng sớm ngày 31 11. Tiếp theo, xin được mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời tiết tại thành phố Đà Nẵng. Trong ngày hôm nay cũng như vào ngày mai, thời tiết nhìn chung là chưa có dấu hiệu gì thay đổi. Trời vẫn là ít mây và ngày nắng với mức nhiệt trong ngày phổ biến từ 24 đến 30 độ, đầu trung bình vào khoảng 80%. Ngoài ra thì toàn bộ trường gió Bắc Đông Bắc Khô sẽ bao trùm toàn bộ khu vực, giúp cho tầm nhìn xa trên biển thoáng đáng, rất thuận lợi cho ngư dân ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên thì ngư dân cũng cần phải tập trung theo dõi sát sao các diễn biến của bão số 12. Mặc dù bão đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, nhưng theo trung bình hàng năm tháng 11, quỹ đạo bão có khả năng đi xuống phía Nam và nhiều khả năng từ ngày mùng 4 sẽ tác động mạnh tới trường gió cũng như là mưa trên vùng biển từ Quảng Trị tới khu vực Quảng Ngãi. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và toàn bộ các tỉnh thuộc miền Đông của Nam Bộ cũng có cùng xu hướng tốt giống như các tỉnh phía Bắc. Trong ngày hôm nay thì nắng sẽ duy trì cả ngày nên rất thuận lợi cho giao thông đô thị. Tuy nhiên thì trong điều kiện thời tiết ẩm vào đêm và sáng sớm và nắng khô vào trưa chiều như thế này dễ khiến cho nhiều loài sâu bọ phát sinh, gây hại cho hoa màu. Chính vì vậy bà con nông dân cần tích cực theo dõi và can thiệp kịp thời. Nền nhiệt trong ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ, độ trung bình vào khoảng 78%. Toàn bộ các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ trong đó bao gồm cả thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay cũng duy trì trạng thái nắng giá và ít mưa và nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 24 đến 32 độ, độ trung bình từ 75 đến 80%. Việc di chuyển bằng ghe thuyền trên những con kênh rạch hay là sông hồ đều rất thuận lợi. Bà con có thể tranh thủ những ngày này để trao đổi mua bán hàng hóa hoặc có thể lên những kế hoạch trước để nuôi trồng, chăm sóc các vườn thủy sinh, các vùng nuôi trồng nước lợ. Và kiểu thời tiết này được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài trong 2 đến 3 ngày nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh dự báo thời tiết của VTC14. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.